Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình là bài Hoài Cổ. Nhận thấy đời văn minh quá thành, khiến người ta bỏ cội quên nguồn, vì lợi danh mà nỡ bỏ câu đạo lý nghĩa nhân để tranh giành quyền thế. Trước cảnh tình bi thảm đó, Đức Thầy động mối từ tâm. Lúc Ngài cư trú ở Bạc Liêu năm 1942, Ngài hạ bút bài Hoài Cổ. Kính mời chư quý vị theo dõi. Nam mô A Di Đà Phật. Bình tâm cất bút tỏ lời, xét xem hai chữ vẫn thời còn sáng. Liếc nhìn thế giới càng qua, ngàn muôn binh tướng xua ra chiến trường. Dốc lòng tranh bá đồ dương, đeo câu danh lợi lấp đường nghĩa nhân. Gieo điều tàn khốc cho dân, khiến lòng tăng sĩ băn khoăn lo lường. Tiếc thay đạo nghĩa luân thường, thánh nhân đã vạch sẵn đường từ xưa, để cho quân tử lọc lừa ở ăn hợp lẽ rắn chừa tiểu nhân. Trên vua minh chánh cầm cân, dưới quan liêm tiết sự phân công bình. Quyền cha quản xuất gia đình, dạy con phải phép vẹn dình hiếu trung. Từ ngày cách mặt cứu trùng, thái đời đổi cách bất tùng thanh tiên. Bút lông dẹp giấy dĩa nghiêng, thế vào bút sách cùng viên mực tròn. Lần lần thấy đạo suy mòn, nền xưa nếp cũ hỡi còn mấy ai. Niệm hoài mấy câu, dứt trần mang bộ sông nâu. Trong ngày chớ quốc chớ hầu tình đừng gây chính chiến ồn âm, để gây hạnh phúc mà tâm Phật tiên. Ta bà thất canh phiền, duyên trần cấu kết quan khi theo quan thắng mơ thố cửa dường tên mắt
dòng sanh tử có bền được đâu, chi bằng theo học đạo màu sớm qua khổ hải theo hầu Phật tiên. Tham chi giả tạm ý của tiền như chim vào lưới xích tư xiền trói thân, tính xong muốn nở lần khấn thoát dòng cơn tỏ pháp thân nhẹ nhàng. Tiêu diêu đạo đức luân bàn dân vô gió trụ thanh nhàn biết bao. Nam mô A Di Đà Phật.